tưới rồi hả? Dạ, cái miếng đất này hồi nãy em giới thiệu anh nào, bây giờ anh coi đi. Miếng này được 1000 mét vuông không? Trời, hơn 1000 mét vuông đó anh. Giá bao nhiêu? Dạ 20 tỷ. Mắc thế. Mắc cái gì đây, đất vàng mà anh. Ở bên phải là mở bệnh viện nè, bên trái là trường học nè, phía trước hả là siêu thị nè, ngoài sau hả là khu vui chơi giải trí luôn. Đặc biệt nha, có sổ đỏ. Anh đâu có cần sổ đỏ. Trời, có sổ đỏ sau này cất nhà nó dễ hơn. Anh đâu có mua đất cất nhà. Chứ mua gì? Anh mua cái cỏ này nè, về cho bò anh. Anh mua gì? Cỏ này về cho bò anh nè.